Gió biển xin chào quý vị và các bạn. Hình ảnh mà quý vị đang nhìn thấy đây đó chính là khu đóng tàu tại xã Nghĩa Sơn của huyện Nghĩa Hưng và đường tỉnh lộ 490C hiện tại đã được chỉnh sửa và tấp nập xe cộ đi lại. Một con đường rất thoáng và đi xuống các xã phía cuối của huyện Nghĩa Hưng. Và bây giờ thì cũng có cây cầu Thịnh Long được xây dựng trong một vài năm trở lại đây, khiến cho các tuyến đường kết nối với nhau rất thuận lợi, không bị ngăn sông cách trở nữa. Và cầu vượt sông đáy tại xã Nghĩa Hải kết nối với Kim Sơn của Ninh Bình cũng đang được xây dựng và gió biển sẽ cập nhật trong một số video tiếp theo. Ngày hôm nay thì gió biển xin chia sẻ đến quý vị và các bạn những hình ảnh về sự thay đổi tại lối mở tuyến đường trục kinh tế biển tại xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Và trong này là khu làng Ngòi Voi đây mọi người. Có một cái sự thay đổi đặc biệt đó là cái khu vực lối mở đường trục kinh tế biển kết nối từ đường tỉnh lộ 490C. Đến nay thì đã có cái sự thay đổi rõ rệt và nó thành một cái đường cong rất là lạ mọi người ạ. Giáo biển thấy rằng là nó không hợp lý lắm và có cái sự hỗn loạn của giao thông. Trước kia thì nó là một cái lối trục thẳng vào đường trục kinh tế biển, nhưng đến nay thì người ta làm một cái tam giác và xe từ đường tỉnh lộ 490C đi vòng vào chỗ khu vực đường trục kinh tế biển thì thật sự là nó là một cái con đường khá vòng vèo. Có lẽ là người ta lên làm một cái vòng xuyến ở đây thì tốt hơn. Và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn đi từ chỗ khu vực này đến khu vực thôn Bơn Ngạn của xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng xem con đường trục kinh tế biển sẽ có cái lối mở xuyên qua khu làng kia và không đi theo cái con đường cũ ở phía lối mở đường tỉnh lộ 490C cũ nữa. Mọi người cũng có thể thấy được là sau một khoảng thời gian thiết kế xây dựng cùng với làm mở rộng đường tỉnh lộ 490C và làm giai đoạn 2 của đường trục kinh tế biển thì con đường được xuyên suốt và có hướng đi nhất định theo quy hoạch của bản đồ. Đường trục kinh tế biển tại huyện Nghĩa Hưng thì được xây dựng và đã cơ bản hoàn thành và đang gần hoàn thành giai đoạn 2. Đó, một con đường giúp phát triển kinh tế biển rất là tốt nha mọi người. Được biết thì dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Nam Định, đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Trường Nam Định làm chủ đầu tư và trong một vài năm đã xây dựng được đường trục kinh tế biển rất là nhanh chóng. Đường trục kinh tế biển với tổng vốn đầu tư là 5.326 tỷ đồng, gồm 2 giai đoạn và giai đoạn 1 là 2.839 tỷ đồng. Giai đoạn 2 là 2.487,5 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác. Và thời gian thực hiện thì từ 2017 đến 2025. Và hiện nay thì đã sang 2024 rồi. Chỉ còn một chút thời gian trong cái quãng thời gian 2024 này nữa sang đầu 2025 thì có lẽ đường trục kinh tế biển sẽ hoàn thiện 100% nha mọi người. Và đến đoạn này thì gió biển thấy toàn cảnh khu vực sang khu Bơn Ngạn thuộc huyện Nghĩa Hưng, xã Nghĩa Sơn đã có một cái sự thay đổi rõ rệt, đó là chỗ này gần như người ta đang làm một cái khu công nghiệp để phát triển kinh tế về công nghiệp cho huyện Nghĩa Hưng. Và mọi người thấy đó, ở khu vực xã Nghĩa Sơn rất là nhiều những cánh đồng rộng lớn bao la, thích hợp cho đầu tư các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, giải quyết công ăn việc làm cho người dân. Và hình ảnh từ trên cao thì gió biển nhìn thấy rằng là tuyến đường này xuyên qua khu làng. Có lẽ rằng là quá trình giải tỏa và đền bù sẽ tốn thời gian hơn, nên việc đó đã làm gián đoạn một chút so với những cái phần mà không phải giải tỏa nhiều như những cái khu vực này. Người ta đã trải được nhựa asphalt rồi mọi người. Như vậy là sự đầu tư và phát triển những tuyến đường và những cụm công nghiệp như thế này là rất là mừng cho quê hương Nam Định. Được biết thì dự án xây dựng đường trục kinh tế biển kết nối giữa
tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Rẽ - Ninh Bình có tổng chiều dài là 46 km, đi qua 16 xã thuộc hai địa bàn huyện Ý Yên và huyện Nghĩa Hưng. Trong đó huyện Ý Yên là 10 km và Nghĩa Hưng là 36 km. Dự án có điểm đầu tại khu vực nút giao thông Cao Bồ, đoạn giao đường cao tốc Cầu Rẽ - Ninh Bình với quốc lộ 10 và điểm cuối tại trạm đèn biển Lạch Giang thuộc xã Phúc Thắng của huyện Nghĩa Hưng. Và dự án này thì có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo đột phá chiến lược, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải của tỉnh Nam Định, mở ra không gian phát triển về đô thị, công nghiệp, đặc biệt là vùng kinh tế biển của tỉnh nối với giao thông huyết mạch quốc gia là đường cao tốc Bắc Nam. Khi hoàn thành thì tuyến đường này sẽ kết nối vùng kinh tế biển của tỉnh với cao tốc Cầu Rẽ - Ninh Bình và các trung tâm kinh tế chính trị trong khu vực. Và rất mong muốn trong đầu năm 2025 thì tuyến đường sẽ hoàn thành. Video clip này Giá Biển xin dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video clip lần sau.